Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Bài viết của chúng ta ngày hôm nay đến từ một vị tác giả rất đặc biệt, đó chính là giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao, nguyên trưởng ban nghiên cứu lịch sử ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Ba Lan, Ukraine và tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga. Mình tin chắc là các bạn đều đã rất háo hức rồi đúng không nào? Và mời các bạn cùng lắng nghe bài viết Nghề Ngoại giao, thắng chứ không đánh bại của giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân. Nhắc đến hai chữ ngoại giao, có lẽ không ít người hình dung về hình ảnh của một người ăn mặc đẹp đẽ, lên xuống ô tô, bước vào tòa nhà tráng lệ và gặp gỡ các nhân vật tầm cỡ. Và nhà ngoại giao chắc hẳn là người quyền cao chức trọng trong các cơ quan nhà nước. Và những suy nghĩ đó đúng hay sai? Rốt cuộc ngoại giao là để làm gì? Để hiểu rõ hơn về ngành này, hãy cùng đến với những chia sẻ của đại sứ, giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân. Trở thành một nhà ngoại giao không hề xa vời. Thật sự, thế hệ chúng tôi ngày xưa không có chuyện chọn nghề, việc đi học ngành gì đều do nhà nước phân công. Năm 1967, sau khi tốt nghiệp lớp 10, tôi cũng như nhiều học sinh được nhà nước tuyển chọn gửi sang Liên Xô, Đông Âu học đại học. Tôi được phân công học ngành lịch sử. Sau 6 năm học tập tại Liên Xô, năm 1973, tôi tốt nghiệp về nước. Việc phân công vào cơ quan nào, làm việc gì cũng do Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, này là Bộ Giáo dục Đào tạo sắp xếp. Đa số sinh viên tốt nghiệp được phân công công tác đúng ngành, đúng nghề đào tạo. Tuy nhiên, cũng không ít trường hợp bố trí trái nghề do nhiều lý do. Tôi tốt nghiệp bằng đỏ, khoa sử Đại học Tổng hợp, chuyên ngành sử thế giới, nên lúc đầu được giới thiệu về khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong thời gian chờ quyết định chính thức của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Ngoại giao đã xin nên tôi đồng ý nhận công tác tại Bộ Ngoại giao. Tôi được phân công làm cán bộ nghiên cứu quốc tế tại vụ nghiên cứu và tư liệu. Tôi vào ngành ngoại giao như vậy đó, tất cả là cơ duyên. Do không tốt nghiệp ngành ngoại giao, nên ngay năm sau, tôi được cử tham dự lớp bổ túc nghiệp vụ ngoại giao một năm tại trường Đại học Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Sau khóa học, Bộ Ngoại giao chuyển tôi xuống trường Đại học Ngoại giao làm công tác giảng dạy tại khoa quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam. Như vậy, tôi có hai nghề, nghề ngoại giao và nghề giáo. Nghề giáo gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, nên tôi có cả nghề nghiên cứu quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại và ngoại giao. Hiện nay, muốn trở thành cán bộ ngoại giao, bạn phải tham gia thi tuyển công chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thi tuyển chia ra 2 vòng và 3 chuyên ngành: quan hệ quốc tế, luật quốc tế và kinh tế quốc tế. Ngoại ngữ thường là các ngoại ngữ phổ thông như Anh, Pháp, Trung Quốc, v.v. Trong thông báo thi tuyển sẽ nói rõ chỉ tiêu các chuyên ngành và từng ngoại ngữ. Vòng 1, thi trắc nghiệm kiến thức chung, tin học văn phòng, ngoại ngữ, điều kiện, kiến thức chung về quản lý hành chính nhà nước, cải cách hành chính, văn bản quy phạm pháp luật, công chức. Ngoại ngữ điều kiện là dành cho những người thi vào các chuyên ngành không phải đối ngoại, ví dụ như kế toán, công nghệ thông tin, lưu trữ, v.v. Những ai có điểm từng bài trên 50% thì được đi tiếp. Vòng 2 gồm 2 phần. Phần 1 là một bài thi viết 180 phút về kiến thức chuyên ngành, một bài thi 180 phút ngoại ngữ chuyên ngành đối ngoại, bao gồm tóm tắt, dịch xuôi và dịch ngược. Ví dụ, thi chuyên ngành quan hệ quốc tế có 2 câu, một câu liên quan đến cục diện thế giới, khu vực và một câu về chính sách đối ngoại Việt Nam. Điểm tối đa phần này là mỗi bài 35 điểm, tổng tối đa 70 điểm. Những ai có điểm từng bài trên 50% thì được đi tiếp. Phần 2, phỏng vấn. Bốc thăm chuẩn bị phỏng vấn 15 phút, có 2 câu hỏi chính về chuyên ngành, một câu bằng tiếng Việt và một câu bằng tiếng dự thi. Ngoài ra, trong quá trình phỏng vấn, giám khảo hỏi thêm liên quan đến các câu hỏi bốc thăm hoặc những câu hỏi khác về xử lý tình huống trong công việc. Trung bình mỗi thí sinh trả lời trong vòng 30 phút. Điểm tối đa phần này là 30 điểm. Sau đó, cộng điểm của 2 phần này trong vòng này và lấy tổng điểm từ cao xuống thấp. Khác với thế hệ của chúng tôi, các bạn trẻ hiện nay có nhiều cơ hội và đa dạng lựa chọn việc làm hơn. Chẳng hạn, trước kia, trường ngoại giao, nay là Học viện Ngoại giao, chỉ đào tạo cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Từ thời kỳ đổi mới, không chỉ có Bộ Ngoại giao là ngoại giao, mà các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp cũng là ngoại giao. Do đó, cơ hội việc làm cũng rộng mở. Ngoài Bộ Ngoại giao, thì sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngoại giao có thể xin việc tại Ban Đối ngoại Trung ương, Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội, các cơ quan đối ngoại của các ban, bộ, ngành, các cơ quan ngoại vụ địa phương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngoại giao cũng được các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan truyền thông tiếp nhận. Số sinh viên ngoại giao làm việc tại các cơ quan truyền thông khá lớn. Lộ trình phát triển và thu nhập. Trong ngành này, các vị trí công việc có sự phân chia khá rõ ràng. Trước hết, phải phân biệt các vị trí công tác ở cơ quan đại diện ở nước ngoài và các đơn vị Bộ Ngoại giao ở trong nước. Nếu công tác ở trong nước, ta hoàn toàn tuân theo Luật Cán bộ và Công chức năm 2008 và bổ sung năm 2019. Khi trở thành công chức của Bộ Ngoại giao, công chức trẻ có thể được phân công nhiệm vụ tại 30 đơn vị của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao có loại vụ cơ bản như bất kỳ Bộ Ngoại giao nào khác trên thế giới, vụ khu vực như vụ Đông Bắc Á, vụ Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương, vụ châu Âu, vụ châu Mỹ và vụ Trung Đông, châu Phi. Vụ nghiệp vụ như Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân Nhà nước, vụ thông tin báo chí, vụ điều ước và luật pháp quốc tế, vụ văn hóa đối ngoại và UNESCO. Vụ các tổ chức quốc tế, vụ ASEAN, vụ tổng hợp kinh tế, vụ hợp tác kinh tế đa phương. Vụ tổ chức hành chính bao gồm vụ tổ chức cán bộ, thanh tra bộ, cục quản trị. Bộ Ngoại giao còn có 3 đơn vị tương đương như tổng cục là Ủy ban Biên giới Quốc gia, Học viện Ngoại giao và Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài. Tại các vụ khu vực, công chức sẽ được phân công theo dõi một nhóm nước hoặc một mảng công việc của một nước. Ví dụ theo dõi đối nội hay đối ngoại của Trung Quốc tại vụ Đông Bắc Á, theo dõi nước Nga trong vụ châu Âu, v.v. Nếu được phân công công tác tại Cục Lãnh sự, sẽ có công việc tại phòng hộ chiếu, phòng lãnh sự ngoài nước hay vấn đề bảo vệ công dân. Nếu cử công chức đi công tác tại các cơ quan đại diện, họ sẽ được bổ nhiệm một chức vụ ngoại giao trên cơ sở chức vụ, hệ số lương, thời gian công tác, yêu cầu công việc, v.v. Theo công ước viên, cơ quan đại diện có các chức vụ sau. Chức vụ ngoại giao, bao gồm đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đại sứ, công sứ, tham tán công sứ, tham tán, bí thư thứ nhất, bí thư thứ hai, bí thư thứ ba và tùy viên. Chức vụ lãnh sự bao gồm tổng lãnh sự, phó tổng lãnh sự và tùy viên lãnh sự. Chức vụ ngoại giao được bổ nhiệm khác với hàm cấp ngoại giao. Hàm cấp ngoại giao là chức danh nhà nước phong cho công chức ngoại giao đi phục vụ công tác đối ngoại ở trong nước và nước ngoài. Có 3 cấp ngoại giao. Cấp thứ nhất, cấp ngoại giao cao cấp, hàm đại sứ, hàm công sứ và hàm tham tán. Cấp thứ hai, cấp ngoại giao trung cấp, hàm bí thư thứ nhất, hàm bí thư thứ hai. Cấp thứ ba là cấp ngoại giao sơ cấp, bao gồm hàm bí thư thứ ba và tùy viên. Nhìn chung, cơ quan đại diện, dù lớn hay nhỏ, có các phòng chức năng như phòng chính trị, phụ trách công tác nghiên cứu và xử lý quan hệ, văn phòng, phụ trách công tác hành chính, quản trị tài vụ, lễ tân, phòng kinh tế thương mại, nghiên cứu kinh tế và quan hệ kinh tế, phòng lãnh sự, phụ trách công tác lãnh sự, phòng quản lý lưu học sinh, ban công tác cộng đồng, v.v. Điểm khác là cơ quan đại diện lớn bố trí phòng chức năng theo từng lĩnh vực, còn cơ quan đại diện nhỏ ghép nhiều lĩnh vực vào một phòng. Các cán bộ ngoại giao đều được bổ nhiệm các chức vụ ngoại giao. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hay đại sứ trưởng phái đoàn, tổng lãnh sự đương nhiên là người đứng đầu cơ quan đại diện. Cái khác của cơ quan đại diện là hoàn toàn theo chế độ thủ trưởng, không có cấp phó được quyền ký thay thủ trưởng như ở trong nước. Đại sứ sẽ ủy quyền cho một cán bộ ngoại giao, thường là người có chức vụ cao thứ hai làm người quản lý nội bộ, có thể được gọi là phó đại sứ. Trong trường hợp đại sứ không có mặt tại nước sở tại, theo công ước viên, đại sứ sẽ cử người tạm thay thế, gọi là đại biện lâm thời, cũng là người đứng đầu cơ quan đại diện. Mức thu nhập. Đây là điểm mà các bạn trẻ mới ra trường quan tâm. Cái gốc của thu nhập vẫn là chức vụ, ngạch bậc công chức ở trong nước. Mức lương cơ sở theo nhà nước quy định trong năm 2020-2021 là 1.490.000 đồng. Sinh viên mới tốt nghiệp đại học vào ngành ngoại giao ở trong nước là chuyên viên bậc 1/9, hệ số lương 2,34. Mỗi bậc là 3 năm, thì bình thường trải qua 24 năm mới đạt chuyên viên chính, hệ số lương 4,98. Nếu đạt được chuyên viên 5/9, hệ số lương 3,66 trở lên được phong bí thư thứ nhất.
Như vậy, vào nghề để đạt được chuyên viên 5 trên 9, trên cơ sở đó phòng bí thư thứ nhất tối đa phải mất 12 năm. Chuyên viên chính có 8 bậc, bậc 1 trên 8, hệ số lương 4,4. Nếu đạt được chuyên viên chính bậc 3 với hệ số lương 5,08 trở lên sẽ được bổ nhiệm tham tán. Tuy nhiên, nếu phấn đấu tốt, là chiến sĩ thi đua, nhiều năm đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, thời hạn nâng lương sẽ rút ngắn. Đặc biệt, nếu được đề bạt vào cấp vụ sẽ tiến rất nhanh. Bộ Ngoại giao từ thời Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã có quy chế tập sự cấp vụ, cấp bộ. Để được chọn vào tập sự cấp vụ, tối thiểu phải là chuyên viên 3 trên 9 trở lên, được cơ chế 3 mặt, đảng, chính quyền, công đoàn vụ, giới thiệu, bỏ phiếu tín nhiệm đạt yêu cầu. Sau một thời gian tập sự thường là 3 năm, nếu đáp ứng được yêu cầu sẽ được đề bạt. Bộ Ngoại giao có không ít các cán bộ tốt nghiệp Học viện Ngoại giao các năm 1998, 2000 đến 2012, 2015 đã được đề bạt vụ phó, rồi vụ trưởng, có người được bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước nhỏ. Các cán bộ ngoại giao Việt Nam chưa có lương nước ngoài, chỉ hưởng sinh hoạt phí. Khi cử đi công tác tại các cơ quan đại diện, cán bộ ngoại giao được để lại 40% lương chính ở trong nước và hưởng sinh hoạt phí ở nước ngoài. Hiện nay, theo quy định của Bộ Tài chính, mức sinh hoạt phí cơ bản là 650 USD bằng 100%. Chỉ số sinh hoạt phí hoàn toàn phụ thuộc vào hệ số lương. Có bản tính chỉ số sinh hoạt phí ở nước ngoài căn cứ vào hệ số lương ở trong nước. Ngoài sinh hoạt phí, cán bộ ngoại giao có bảo hiểm y tế, được vé đi về do nhà nước đài thọ một lần. Một lần sang nhận công tác và một lần sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác về nước. Phu nhân, phu quân đi theo được hưởng mức sinh hoạt phí 100% và bảo hiểm y tế và đi về một lần. Nếu phu nhân, phu quân vì lý do chính đáng nào đó không đi theo được thì hưởng 50% mức sinh hoạt phí cơ bản. Nếu có con đi học phổ thông, nhà nước sẽ hỗ trợ 50% học phí, song không quá 325 USD. Nếu là bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương, hoặc vụ trưởng, vụ phó và tương đương, có thể bổ nhiệm chức vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đại sứ, tổng lãnh sự, đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện tại các tổ chức quốc tế. Vụ trưởng và tương đương có thể được bổ nhiệm làm công sứ hoặc tham tán công sứ. Vụ phó, chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính có thể bổ nhiệm chức vụ tham tán công sứ, tham tán. Và dù là thời đại nào, khi đã chọn nghề, bạn hãy đam mê và quyết chí học cho giỏi. Muốn học giỏi, ngoài đam mê, quyết chí, phải cần cù và có phương pháp đúng đắn, khoa học, có chí tiến thủ. Hy vọng là bài viết lần này giúp ích cho lựa chọn nghề nghiệp của các bạn. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.